Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại hai vợ chồng đang có mặt ở quê các bạn ạ. Hôm nay ở nhà có đám rỗ. Ôi. Sao bạn lại phải chặt đuôi nó đi đây? Cho nó đỡ bay à? Nó bay. À, nó bay ạ? Vâng. Giờ mọi người đang mổ gà các bạn ạ. Còn hai vợ chồng mình đi chợ đi. Ra chợ quê xem có cái gì hay để về làm cỗ nào. Rồi, ông Quế với ông An ở nhà mổ gà nhá. Sao cỏ mít thì có cái chín? Hả? Mít chưa, gì nó chín. Cái này mới bói đấy nhỉ? Ờ. Còn có quả à, đây rồi. Chọc cả vào đầu. Bà Thơm, úi, nói đến cái này. Đấy. Bà lại có ngay quả mít to ngay. Ôi, quả này chín quá rồi. Không phải quá mà. Đi nó về bổ luôn đúng không? Dã man à. Chờ cháu đi chợ phát về trong hạng bổ nhá. Quả này phải hàng Yến đấy nhỉ? cái liệu này... Tháng mấy thì mới ăn được hả bà? Không phải. Nhìn nó già già này thôi nhưng mà nó chưa chín đâu đúng không? Đây. Đây quả mít dai ngon đấy. Ôi rồi lại mít tiếp. Bà Thơm. Đi. Dạ. Thôi mấy bà cháu đi chợ đã. Vâng. Nào cả nhà đi chợ nào. Ở chợ này chỉ họp vào buổi sáng là đông này bà. Chợ đầu mối. Xã Thạch Đồng. Đây là quê hương. Quê hương của anh Hải. Quê hương là chùm Khế Ngọt. Đây là nơi căn chôn rau cắt rốn. Ngay ở phía cổng này bán dầu cau rồi. À, phải mua dầu cau ạ. Phải làm lấy hoa. Hoa tươi. Hoa tươi về để thắp hương. Cúc này không được đẹp thế nhỉ bà nhỉ. Đây cái chỗ này này, cái chỗ nào mà chưa bóc này ra này bà Thủy này. Ừ, đây là bà đang pha cả chuối. 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 Chuối xanh. Quả là bụ nhỉ, nhìn quả nó to đây nhỉ. Bây giờ đến đi mua cái gì đây bà? Quần áo các cụ. Quần áo các cụ à? Mua gì đây? Quần áo. Quần áo, vàng mã. Vàng mã, à, vàng mã, vàng mã các cụ à? Đây là giò chả. Giờ đi mua một ít cái rau sắn. Ôi, về mà nấu đi, không phải xem rau này đâu. Làm sao bà biết là non đây? Đúng rồi đấy. Ngon lắm, em nó nhiều ít. Tưởng phải mang đi ăn nộp nhập canh. Về để nấu canh cá. Về mình nấu, nấu cái đầu đuôi cá. Ờ, thế nấu tầm 20.000, nấu 2 bát canh. Vâng, chờ tí. À, bà bán cua. Đây, bà bán cả cua đồng. Này, có cả quả chám này anh Hải ơi. Chám muối. Đấy, có con trai đâu. Đấy, chai lươn. Tôm. Tôm sông đà đấy. Con cá bống à? À. Ở đây hay bán nhiều loại cá kiểu. Ui, cá cái to chưa? Cá chim ấy nhỉ? Trôi. Trôi. Không. Nó cũng mua đâu. Còn mua rau dưa nữa các bạn. Ngô ngọt về để làm gì đấy bà? À. Mua ngô. Đây là lạc à? Thế lấy hết chú bắp đấy đi bà, về luộc ăn cho nó bõ. Chị ơi, cho em một cái túi bóng xanh chị ơi. Có mua thêm măng hay gì không? Có măng đấy. Bắt đầu à? Bắt đầu, nguyện vừa chặt ra ngon quá rồi. Ôi được cái này đẹp này mà. Rau ngót, rau bí này, tươi nhỉ. Chị có hai cái bé lấy cái to chứ chả. Cái nào ngon thì bán chứ. Đây là cái to này này bà này. Đấy, lấy hai cái to này được, đỡ phải về bóc nhiều. Tiện nhờ các bà bóc giúp cho luôn đúng không? Về nhà đỡ phải bóc. Ở đây có loại cà này xanh này, ăn nó giòn lắm đấy bà nhỉ. Cà này là về muối à hay là làm gì? Làm xào muối chứ. Muối. Đấy, các bà bóc chuyên nghiệp nó nhanh.
mấy đường cơ bản xong rồi. Ra ra để xem được. Ra. Ra để xem được. Pa hay là có chữ Sapa TV á. Vâng. Đẹp quá, chỗ này có cái cây xin mát. Sao các bác cái bàn cái này về để dòng luôn này. Rau gì đây? Rau muống mà, em nhìn như kiểu là rau lang cho lợn. Rau muống nước. Ờ. Vâng, chào bà. Vâng, chào bà. Vâng. Vâng. Dạ. Quay chợ quê mà. Sen này. Giờ quay. Sen này. Quay giờ tí nữa. Cháu đang đi quay, tí nữa mới lấy được chứ. Quay camera. Thám Hương ông xin tán lộc cụ, trẻ con nó thích ăn. Bao tiền đây bán? Bao tiền? Có đủ tiền rồi. Nặng chưa? Nặng quá rồi. Ê, muốn ăn được cá sông ngon là phải đặt trước các bạn ạ. Hôm qua mình một ngày lênh đênh ở trên sông nhưng mà không theo được, phải các bác đánh xuyên đêm. Chào ông bà nhá. Giờ mà đặt trước rồi, hôm nay chỉ việc ra lấy cá về. Vâng, cháu ra lấy cá đây. Đây là sông Đà. Ông bà vừa đi đánh bắt về đây à? Chỗ mình đây. Thôi em mua ủng hộ bà ít cá tép đấy cũng được. Ok. Bà cứ lấy đi. Ủng hộ bà con ở. Ôi dồi. Ôi. Wow. Đây phải lấy vào cái này. Không nó dậy à? Con này là con cá gì đây? Cá măng. Cá măng. Ôi dồi. Con này dài. Bà chỉ ngồi đấy không sợ ấy à? À. Cẩn thận nó vọt ra sông luôn bà. Nó lại phi ra sông nữa thì. Con này cũng phải 7-8 cân đấy nhỉ. Đây nhỉ. Vâng, thế thôi. Em nhìn cá chuẩn thế. Ôi, kinh nhỉ. Dãy phát mà rúng cả thuyền luôn. Đó, có ăn cá chảy nào không? Có, lấy mấy con cá to đi. Con này bà. Anh đi vậy. Con này không? Có, lấy đi. Lấy 3 con đi. Xời, không sợ nó nhảy ra à? Con này khỏe lắm này, con này. Cái này bác không có cái dây nào để giúp nó vào à? Đây à? Cho chung với nhau đúng không? Con cá khủng nhá. Con này khủng, dậy khỏe. Ông dự đoán con đấy được khoảng mấy cân? À. Cháu đoán 7 cân thôi. Anh phải đoán 8 cân. Rồi nhá, sáng mai là người chuẩn okay. Nhất rồi. Nào, chuẩn ra mấy cân? 1, 2, 3, 7 cân. Wow, 7 cân luôn đấy. Với con mắt của mình nhìn chuẩn phết. Sang năm mà chuyển về đi buôn cá, chắc chắn là sẽ lãi. Con này chắc có trứng nhiều sao này. Nó đã phòi trứng rồi. Đâu? Đây em vừa thấy trứng, em phải rửa đi. Con này khủng đấy nhá. Cái đầu với đuôi để nấu canh rau sắn à cậu? Đầu đuôi canh rau sắn. Còn cái thân thì kho. Kho một chút đấy chè còn. Ui dồi. Khủng chưa? Đâu quay ngang ngay chứ. Đấy.
Nào, cười cười tươi nào. Thôi lặng quá không tươi được. Ý là mình bảo con cá nó cười lên đấy. Đây. Từ lúc cậu biết đi câu, cậu đã câu được con cá nào to như này chưa? Câu to hơn rồi. Con này bình thường mà, con này yến thôi chứ câu con hai hơn 20 cân rồi. Thế con này tầm 7-8 cân rồi. Đấy. Con này phải 8 cân. 7 cân. Nhưng mà con này phải nói là khủng đấy nhỉ, cá sông. Cá sông như này là quá tuyệt vời rồi. Con này nó chắc thịt lắm, giống cá này. Thế cái lòng cá này thì nấu món gì cậu? Lòng tín mình làm món pịa. Pịa à? Pịa cá. Giống kiểu nấu cá kiểu... sông này thì tuyệt vời luôn về món pịa. Nấu kiểu Tây Bắc này đúng không? Đúng rồi. Còn đâu thân thì mình vừa kho vừa nướng riêng mẹ. Cá này là nó nạc mà, nướng riêng mẻ ngon. Cá sông. Ấy con này nhiều trứng hết đấy. Tí mình nấu pịa nha. Để hẳn cái búa thôi. Đập những đường đúng không? Búa thương nó cứng. Cháu chỉ đọc qua một lần thôi mà. Rồi hai vợ chồng đang ra vườn các bạn ạ, để hái mấy quả chay về làm món đặc biệt. Không biết là mọi người khi nhìn thấy cái quả này có nhận ra, em cẩn thận nó nhựa nhá. Vâng. Này. Đây này. Cái này lắm nhựa mà. Đây, anh nhìn quả này to không? Nhìn nó giống quả đào nhưng mà không phải đâu. Đâu. Đấy, chọn mấy quả to ấy. Này. Phải ra rất nhiều nhựa luôn. Quả này cực kỳ ngon luôn. Này nó chín vàng nhỉ, đem tìm cho anh một quả chín nhá. Lột ra anh ăn. Quả chay. Em muốn quả chín ấy, nó phải ấy. Quả nào cứ lấy mấy quả to em ạ. Này. Không, quả to nó xanh xanh ngưng ngưng nha. Tí nó ở bên trong nó hơi màu đỏ đỏ rồi. Đây này, quả chín đây này em này. Nó phải, đây này, đây các bạn ạ. Đây là quả chín đây. Đây này. Quả nó phải quắt quắt vào cơ. Em bửa ra đi. Đấy. Đây. Cái hạt này này ăn rang lên nó bùi lắm. Đánh nước à? Nhưng mà chua. Ăn nè. Chua không? Không. Hơi dưng tốt ngọt ngọt. Trở về tuổi thơ dữ dội ra. À, chua đấy mẹ, đảo không chua. Hay quả của anh là chua nhỉ? Không. Thôi hái đi, cho anh chủ hái đi nhanh lên về để ấy. Đây, hái ít quả to này này. Nhìn nó cứ như kiểu quả đào ấy nhỉ. Đây là ca thủ đang đạo diễn món gọi là cá kho. Đấy, đập nghe. Cá kho với là quả chay các anh em nhé. Nguyên liệu thì gồm có chay này, gừng này, hành này. Đấy. À, thế cho thêm tỏi này. Hai quả cà chua, ba quả cà chua. Cà chua này. Có cho giềng mắm tôm không? Không. Tưởng. Thế nào liên tưởng đến thịt chó đấy nhỉ? Bốn quả cà chua, cà chua vào để lấy màu à? Lấy màu vào. Chắc chỉ tầm mà lấy 3 quả là được nhỉ? Ai à? có cả hạt đây. Thế vừa lấy anh ăn, anh không thấy hạt à? Ừ, quả này nó ương ương rồi đấy nhỉ? Nó sắp chín rồi đấy. Chung là cái do người biết chảy hết. Ngày xưa anh em toàn ăn hạt chay này rang nên nó ngon lắm. Ngậy. Còn phía bên này ông ấy đang tẩm ướp món cá để nướng. Cá măng nướng, riêng mẻ món tôm mà cậu. Già riêng non mẻ, khỏe mắm tôm. Nhẹ mắm tôm. Khỏe mắm tôm. Nhẹ.
cho một tí dầu vào cho nó đỡ cháy đúng không? Cất 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 chả bóp nó muốn thối. Ông ra thịt gà con đang đợi thốt. Anh ơi, cọ cọ cái gì để anh ấy ăn này, chất gà đi thì anh ví theo hương đi. Vừa hết thước à? Đây mình sẽ cho một lửa xuống bổ ra chứ. Xếp một ít xuống dưới này, một ít lên trên. Tăng cái độ chua đều ra. Anh thì ăn cái quả chay, thái thêm một hai quả đi. Để cho hết cái đấy xuống dưới đi. Thì chua. Thịt kho thái nó phải dày dày tí nha. Ăn nó mới nó không bị nát. Thịt này nó bốc khói nghi ngút. Thời tiết nó lạnh. Tính cái gì chắc thương cái 8 9 giờ. Thật. Có nước hàng chưa? Dạ, bây giờ em đi làm nhanh mà. Xếp chay lên trên. Này để làm nước hàng nhé, làm kẹo đắng. Lấy màu của nó, cho kho cá nó đẹp màu cá. Chảo này phải chảo chống dính mới được cơ. Chảo nào cũng được mà, không cứ đâu. Đấy, màu nó bắt đầu đẹp rồi đấy. Cháy rồi, cháy rồi. Giật cái mình. Cho một chút gọi là chẩm chéo. Chẩm chéo thì nó rất là đa năng các bạn nhé. Kho cá, kho khiếc, anh nào thích ăn cay. Kể như cái này là có vài quả ớt thì được, nhưng mà thôi, cho ít chẩm chéo nó thơm. Đây là tương mốc. Mốc với tương khác nhau à? À, mốc lại động đà hơn à? À, tương họ pha ra đúng không? Còn mốc nó là nguyên chất. Đây là hàng này, hàng nhà tự làm các bạn ạ. Tương Làng Bợ mình hơi nổi tiếng đấy. Anh em có thể search Google biết tương Làng Bợ. Riêng kho cá, kho thịt là phải kho bằng bếp củi mới ngon anh em nhé. Ông Quế nha, ngồi đốt than nó có cái thế của nó riêng đúng không? Mọi người đang chuẩn bị cỗ một cái rất là ấy luôn. Ông An thì vừa mới xiên cái này thịt xong. Phải nói là giao thịt nướng cho ông Quế là đúng người, gọi là đúng người đúng tội. Cháu Quang đang đạo diễn quả cá nướng. Cứ để khô hẳn đã càng sở. À, bà đang làm món nem. Bà làm đừng có đẹp quá nhá, người ta tưởng bà là đầu bếp chuyên nghiệp này. Người ta không phải biết là không chuyên nghiệp rồi. Người ta bế bà đi làm đầu bếp là hết hơi đấy nha. Ui, ngon chưa? Đây là Maria thắp hương trước ạ. Rồi, ok. Thôi cái đầu á, không, cái đầu cứ nấu nguyên cả cái đi.
cái đầu này đại đa số là nấu để ấy thôi, để lấy cái nước ngọt thôi chứ nó cũng không có thịt mấy. Nấu cả cái luôn à hay bổ ra? Bổ ra làm đâu? À bà cố vấn. Con chưa để thái cố vấn chứ sao? Bà thái rau sắn à? Thôi tí tôi nhất cứ bổ đôi cái đầu rau sắn này. Này, rau sắn phải biết chọn rau sắn non, rau sắn già đấy nhỉ? À thế à? Về già không ăn được. Chứ không họ hái lá, họ muối ấy. À. Ngọn nó muối thì nó non thì lá thì ăn nó già. Súng to đấy à? Cái chày thì làm gì ấy? Sau một hồi bóng màn thì quyết định là bổ cái đầu con cá chày nó to quá. Hay làm ngụm nước Coca cho nó đỡ buồn này. Đang rửa tay mà. Đấy. Anh em muốn ăn ngon thì phải phục vụ mà. Đã đời. Wow. Bà Thủy bà đang đạo diễn món gọi là rau sắn nấu với là nấu cá. Cá. Rau sắn là mình phải đảo cho nó xoăn xoăn lên được à? Để xào lên cho nó vừa. Vâng. Vừa vặn lên xong rồi cho cá vào. Dạ. Món này cá kho của em Tuyên kìa. Mới đã sôi chưa? Để xem nào. À sôi rồi đấy. Sôi, đang sôi. Mình hấp dẫn đấy. Không biết là có thành ăn không? Rất ngon. À thế ạ. Trông thấy ngon rồi. Vâng. Không có cái canh rau sắn này mình vẫn cho cái tương mốc. Tương mốc ạ. Mốc tương. Ừ. To cái đầu của to bà nhỉ. Đấy. Đây là nước tương nhá. Đấy loảng loảng cái này gọi là nước tương đúng không? Mấy cây đu đủ đực này ăn nhầm cái gì? Đừng đừng, phải để cho nó bốn quả lại chứ. Cháu chặt chặt bên trên. Chặt cái ngọn thôi. Bên trên ngọn ấy. Rồi thế cháu phải thần thánh đâu. Mày đưa. Ôi. Được. Chung là đúng là con cháu ấy nhà họ Hoàng. Không phải cái giống mà dần dứ thì nó lại rất là khó đúng không? Cháu cứ phải, có phải của nhà cháu đâu. Đúng đúng. Thôi thôi. Bỏ quả đi à, bỏ quả vào đây chiều cho nó. Sao em lại nỡ triệt hạ hết cả đu đủ nhà ông bà này. Đấy, em Thảo em còn đi hái cả lá xương sông để luộc cùng với đu đủ lát chấm pịa cá. Đây là món rau đu đủ luộc. Ơ, cho anh tí, đây là lát cái này để chấm pịa đây. Em đi đâu đây? Đi hái lá ớt đây để về xào lòng cá. À. Cái mật này có lấy không Quế? Lấy hết. Phải cho một tí. Mật vào nó đang nắng ăn mới phê chứ. Nhưng mà mật để ăn có tèo không? Em hái. Em hái trụi hết cái ớt nữa. Cái đau nó lại đâm chồi tiếp mà. Để. Mà cho hết. Người ta bảo là rau sắc không bằng chắc kê, không để bơ bao bênh như ông Băm này. Cái vàng vàng là cái mật đấy các bạn nhé. Đây là món pịa cá. Như con cá to ấy, thì hay lấy cái này để làm pịa. Hải Nhi tìm bố mẹ à? Hả? Con không đi chơi đâu à? Cái này là mẻ con nhá, không phải nước đậu đâu. Nhi Hải Nhi cứ tưởng là mẹ nấu nước đậu cho Hải Nhi uống. Nhi đã bị nhầm.
nhìn nhầm. Hóa ra đi. Đó lại là mẹ. Mì chính này. Súp. Và một chút nó gọi là cay cay. Chấm chéo. Chấm chéo lần này mình mang về làm được ối việc ấy nhỉ. À, muốn ăn cay nhiều thì cho nhiều, cay ít thì cho ít. Thế mình cay vừa phải thôi nhá, cả nhà cùng ăn. Ở đây là có vị đắng của mật này, vị cay của chấm chéo. À, nó sẽ át chế đi cái mùi tanh của cái lòng cá. Nói chung là tin mình đi các bạn ạ, anh em khi mà mua con cá to về thì hãy làm món này. Đó. Và cái mẻ không thể thiếu được nhé. Đúng rồi. Đặc biệt đấy là lá ớt. Món này chấm ấy là măng, nói chung là nó là chấm hết luôn anh em nhé. Sau khi gần chín thì anh em cho thêm cái ít lá ngọn ớt non nhé, lá ớt. Sột xa sột xệt này. Chấm các loại rau củ quả, chấm măng. Thôi rồi luôn. Thơm. Này mà ăn cơm tốn cơm này. Chịu đó, khi nào mà anh em ăn thì cho một chút nữa. Cái hành mẹ là lá rau thơm tổng hợp. Để nó thơm. Thơm nó át chế đi cái mùi tanh của cái dạ cái lòng. Ừ. Món tủ ấy. Cho ra đi. Bốn mâm trẻ con chứ không biết ăn cái này đâu. Trẻ con nó đắng không ăn được. Ui, ngon chưa? Món tuyệt vời. Món canh cá nấu với lại rau sắn. Nói chung là về quê mình thì ăn uống toàn những món gọi là dân dã các bạn ạ. Nhưng những món này gọi là tuyệt vời đối với mình này. Gọi là cả một cái tuổi thơ dữ dội với các món ăn này. Bịa bịa bịa. Rồi rồi, có rồi, mang lên rồi đấy. Cá của cháu nó lại về chỗ này. Ở nhà riêng mà về luộc măng là không ai có thể qua được bà Thơm. Bà Thơm là một. Nhưng bà Thơm có bí quyết gì? Một là cao thủ. À. Võ Lâm truyền kỳ. Người ta luộc măng thì có thể là rất he nhưng mà riêng bà Thơm thì luộc lại không bao giờ he. Đấy. Nổi tiếng gọi là ở nhà có công có việc gì là chỉ giao cho bà là luộc măng. Ai mà cần luộc măng ngon thì đến Hoàng Thị Thơm truyền cho bí quyết. Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Thương hiệu bà Thơm ơi, nhưng mà bà là thương hiệu là luộc măng, nhưng mà cháu thấy là bà thương hiệu bổ mít của bà là khi phải đính chính lại. Cả tỉnh Phú Thọ không ai qua được bổ mít này. Thật chị bổ mít mật đấy. Cháu thích ăn mít mật. Qua này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nào, 1, 2, 3. Cố lên. Nào, ngã ngửa ra sau rồi chết. mấy bà kéo nhau. Nào, 1, 2. Ôi. Đúng rồi, bà chỉ có nổi tiếng cái bổ luộc măng. Bà chỉ nổi tiếng luộc măng thôi bạn.
Và không một tiếng nữa bổ mít. Các bác có hình dung cái múi này là múi gì không? Bé quá nhỉ, tép tép bé nhỉ. Là đấy người ta bảo đấy đấy. Ngoài thì to nhưng mà trong thì bé tí này, không biết lần nào một lần đâu, phải bổ ra mới biết được. Không biết được đâu đáng ăn đâu. Thành ăn không? Quả mít bên nhà ai đây? Hả? Nhưng quả mít đúng là cái vỏ nó đẹp chứ. Rất là ngọt. Dám ăn. Này tích ở giữa. Cẩn thận nó ra nhé. Suýt thì chặt vào tay, khiếp được kìa. Thôi, để Yên. Thế thôi. Mấy lần chú chí kỹ. Không, kỹ không phải 1, 2, 3, 2 gì cháu nhà mẹ. Đấy, rồi, cái quả này. Quả này là nó rơi. Không phải rơi ngay từ gốc quả mà biết thì to, hình thức thì đẹp, đẹp. Nhưng mà múi thì... Nói chung là, người ta bảo là... Người ta bảo là... Em bị nhặt với bò rào. Mang tiếng thì mua luôn. Mất tiền nhưng mà không ngon mà. Đấy, khổ thế bà. Gì thì gì là tin bạn bè mày, mày quay ăn 2 múi liền, 3 múi liền. Cháu ở nhà. Đừng đưa cậu mày lên Facebook. Không, 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 không Thành ăn à? Đây là siêu cao thủ. Ăn mít mà còn không ăn nổi thì thôi, như chắc mình không ăn. Như kiểu là mít ma vầy rồi, không ăn được. Không, sợ là trâu vầy. Trên này người ta thường gọi là cho cá. Mít này gọi là múi gì này, gọi là múi gì các bác? Bác ơi, cho anh em hỏi múi này. Cái này múi này là múi này của thằng Bi. Đừng tò một tí nữa mà cạn là nhanh. Đó, bây giờ là cậu trưởng đang thắp hương các bạn ạ. À, tình hình là sắp được ăn cơm rồi. Bây giờ công cụ ông bà. Khóa vàng rồi cậu. Xem nào, thành chưa? Thơm đấy. Này riêng cá kho này ấy, thì nó phải hai lửa mới ngon. Đấy. Nhưng mà do là mình kiểu kho kiểu sổi sổi thôi. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa? Quả chay. Đây là đội bé bé là đây lấy cá cho con trẻ con này. Cá kho. Mời cả nhà đi. Đây là đội nhỏ nhỏ là sẽ ăn trước các anh em ạ. Nào 1 2 3 go. Go. Anh em đang rô bằng nước ngọt. À, Hải Nhi ngoan nhá. Rồi, con chào cô bà nhá. Sao nào, món đầu cá. Mầm cô hôm nay nhìn hấp dẫn nhờ các bác nhờ. Vâng. Sau một hồi chuẩn bị thì Hải xin phép là giới thiệu với cả nhà cái bữa cơm của đại gia đình hôm nay. Có rất nhiều những cái món. Đặc trưng ở đây là có món pịa cá và món gà mò này, rồi cá nướng này, nói chung là rất nhiều những món ăn ở đây. Thôi bác cháu mình có khi là ra đòn đây nhỉ? Đấy. Cháu mời các bác nhá. Cháu chúc sức khỏe các bác ạ. Vâng. Ui. Cháu các cậu gái nào. Quang đâu nhá? Vâng, cháu mời cả nhà nhá. Mặt. Nào Tiên rót rượu mời tất cả các cụ các bà đây nào. Khi là bà ngoại mình các bạn nhé. Bà ngoại phải làm chén nhá. Cháu dâu vất vả quá nhỉ. Rồi, cháu mời các cụ các bà nhá. Vâng. Bà Thơm ngồi đi. Vâng, đấy. Nào, phải uống nào, thật chứ không phải đẹp đâu nha. Rồi, cháu cảm ơn cậu. Món nem của bà Thơm với lại là bà Nhàn. Hai bà là đồng. Ui, cháu mời cả nhà. Rồi, mời các bạn nhé. Không.
Ôi giời, 7 hôm qua được 2 con. Thơm nhờ. Nhưng qua được 3 con. Anh em nhà mình làm đâm là nhiều thịt. Đúng đồ 1 con, 7 hôm 2 con. Rồi, cháu mời các bác đi. Các ông thử cái món nắp bịa ra cháu dâu làm thử xem có được không? Được rồi. Cậu ăn rồi nên cậu mới bảo làm. Các bác cứ ăn uống tự nhiên nhá. Cháu xin phép là chấm quả măng. Măng chấm với lại tịa đấy ạ. Này chấm nó phải ngập ngập một tí mới ngon. Mời cả nhà. Hơi hơi đắng đắng ngon nhỉ. Nhưng mà cháu là định cho cay thêm tí nữa. Mà hơi có đông người nhiều khi rồi. Thế này là vẫn chưa thua lắm. Nhá. Cảm ơn người ấy. Mẹ này không chất lượng đâu. Dạ. Ừ. Đấy, phải chấm nó phải ngập ngập thế ăn em mới thích. Ông An á. Ờ, đi xuống nhà phòng nhà ông An cứ mở ăn nhá. Hôm nay ăn gì? Ông An thử xem có được không? Đây con em bán đúng chất lượng. Chất lượng. Đến đến mẹ mất. Chất lượng, uy tín. Uy tín à? Uy tín chất lượng hàng đầu. À, cậu quý đi nhanh nhé. Xong rồi à? À, là, cậu ăn đâu? Đi làm đi. Trời nắng này làm tí bia hết hơi. Đây, đây là món cá măng nướng. Bây giờ mới nướng á, cái kia đấy có rồi thế. Đấy. Đây để bên này. Bác nướng nướng nướng. Đây đây con nướng ạ. Vâng. Mâm mình được ưu tiên 2 miếng. À, mâm mình được ưu tiên à? Hôm nay cháu dâu sang xin mời tất cả các ông, các cậu ở bên này muốn đi ạ. Chúc sức khỏe tất cả các ông, các cậu luôn mạnh khỏe nhá. Và xong sau đó là thưởng thức hết các món ăn ở đây. Ôi, cháu mời phải hết đấy nha. Ông Quý ơi. Tuyệt vời. Cháu mời cả nhà nhá. À, cũng bắt tay tiếc như thật đấy nhỉ? Phải giống quét như vậy rồi. Con này là cái cán bộ. Thôi, người yêu thì miễn nhá. Người yêu thì miễn. Ôi dồi ôi, cái món này, ngọn đu đủ của bà Nhàn quá tuyệt vời luôn. Ngon. Đây giới thiệu với các bạn, đây là cái món cá kho chay. Món này thì đang uống bia thì không thích hợp, ăn cơm thì hợp hơn. Quả chay này các bạn nhá luôn nhá. Nhá luôn cả hột coi nhờ. Thì nó mới bùi. Hột của nó bùi lắm. Vâng. Ngày xưa mình hay ăn quả xong rang hột chay đấy. Rang hột chay lên nhờ, thơm. Vâng. Hột chay rang lên ăn thơm. Ngon ạ. Thấy cái hột chay vào đây nhai cũng bùi mà nhỉ. Ừ. Bùi bùi chua chua. Thế cái cá mà kho này bây giờ nó cũng ngon. Đúng không? Không, ăn cơm hợp hơn. Cá đặc sản, nó măng. Ừ. Bạn Tuấn có vẻ khoái món này đúng không? Ừ. Món pịa này đúng không? Rất thích cái món đu đủ của chấm pịa. Đu đủ này mà có vài lát ba chỉ đâu Bình ạ. Mà quấn kèm ấy, mà chấm với cái này thì cũng tuyệt vời luôn. Những thịt ba chỉ lợn đen mà nó mơ mỡ một tí ấy. Ngon lắm. Cái này nó đỡ lấy. Vâng. Đó, cậu thử món cháu dâu cậu kho a đây. Thử thích món này chưa? Quang ăn khỏe vào. Chiến đi. Mời cậu đi. Quang đâu mà cháu rể nó mời cậu ác lên đi. Mời MC. Uống với MC đúng không? MC. À, cháu xin phép lại mời tất cả bơm một câu nữa. Làm tí cho nó mát bạn. Vâng. Một phát hết luôn bác nhá. Một phát này. Vâng. Ừ, đầm phát này là tôi lo lắm đấy. Bán này nó cũng ăn được mà. Mát. Thịt có lỗ. Thịt này là do hôm nay ông Quế là đạo diễn. Tí là cạch vông quế cái nha. Ngon. Món này ngon lắm. Nhưng mà cậu ơi, hơi khô nha. À, chú Khoa mới vào cháu bơm cái nhỉ. Đây là chú rể mình các bạn ạ. Cảm ơn nhá. Vâng. Làm một chùy hết luôn chú nhá. Chú lên TV đấy nhá, không đùa đâu nhá.
Ê, cháu xin phép lại cạnh với các bác còn lại cái nhỉ? Các bác uống khỏe à Mao? Vâng. Bác ơi, cậu Quế này chơi rượu à? Không biết được à? Sợ no đúng không? Thế của anh đâu? Đây đây à? Giờ mình thử món rau sắn. Rau sắn đầu bên này là canh cá này. Nói chung là cái cá thì thôi, nhưng mà món rau sắn này là ngon. Không biết là ở quê các bạn có món này không, nhưng mà trên mình món này quê mình rất là nổi tiếng. Anh biết món đấy là món bịa cả. Rau sắn này á cũng phải biết chọn đấy, chua vừa phải, cộng thêm với lại là nó cũng phải non đấy, rau sắn nó phải non non ngon. Mà Thủy biết chọn á. Sáng nay cháu định mua chỗ mà bảo sao già thế. Mợ mày được. Mợ có nghề. Đây, quay 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 chú Hoa. Chú Hoa thử món phiệ cá này. Được không? Cay không? Đắng không? Ngon ghê. Ngon ghê. À, cháu à, cháu dê hôm nay uống với cậu. Ông nghiện rượu còn ngại. Sao Quế là chơi chị đang ngồi lên trên kia nghỉ giải lao à? À, không chịu bỏ cái ghế ra ngồi mẹ. Bắt cái chân về là không. Ngồi xuống đất chứ xuống dưới chiếu, nhưng mà thôi, nhưng mà cậu mà ngồi ăn như thế là cậu nổi tiếng đấy. Không, ngồi này mát. Hai bà ăn trứng à? Mềm. Mỗi bà. Hà, mỗi bà là một cái ghế ngồi. Rồi, cháu xin phép mời hai bà với là các mợ các bác một chút nào. Lên, nhưng mà sao ta? Nào, bà, chén lên. Nào. Ai có rượu uống rượu, ai có bia uống bia nhá. Rồi, cảm ơn cả nhà nhá. Dạ. Ừ. Dương nhấp tí vào môi, ở vi, nhấp môi, thở vào môi. Cho anh tí bia nào. Kiếp người như một giấc mơ. Cháu xin phép ba mời bác A. Bác Bình ơi, cháu xin phép mời bác một chút. Chúc khỏe bác nhá. Rồi, sao quá. Không mơ mà anh lại. Cái làm gì không được mà he rồi. Nếu bây giờ mày phải quay là à. Vâng. Anh Dê. À anh Dê với em cậu quay mặt bác lên là nhiều thằng nó xem, nó bảo tại sao lúc này lại lên được tận tham vào thế. Bắt tay như thật nào. Rồi. Đấy. Ở đây có khá là nhiều món ngon, nhưng mà nhất là món gà, nhưng mà gà này là ế, gọi là ế toàn diện rồi các bạn ạ. Gà chạy bộ đấy. Quê mình có nhiều quá rồi. Ừ. Nên là có cá sông Đà rồi. Cá sông Đà rồi thì gà này, ôi giời, anh em nhìn gà tổng thượng đấy, nhưng mà chưa. Đây, anh em nhìn miếng gà ngon này mà ế các bạn ạ. Ôi giời. Thôi chắc là mọi người không ăn thì mình cũng phải làm tí làm chùy thôi. Gắp cho người khác thì nó không đúng như ý, nhưng mà nó không. Không, mình cứ ăn thì gắp cho nó tự nhiên. Đúng không bác? Hai bác cháu mình làm chùy đi. Không, cháu không uống bia, uống rượu, cháu uống bia. Bác uống rượu, uống bao nhiêu uống? Nhưng mà là cái này là cái cũng giống. Đây, cái này giống này. Rồi. Rồi, cháu mời bác đi. Mai lên TV nhá. Là sẽ có một cái xem luôn anh em mình. À, chào mừng bác. Phải đúc rồi mà hơn còn lắm. Wow. Chào cảm ơn. Rồi. Tuyệt vời. Thịt chua. Thì thêm tí lá mơ vào. À thế ạ. À. Nếu mà không là sung là ổi cũng được. Lá sung lá ổi đều được hết đúng không bác? Lá ổi càng tốt. Ủa, nhưng mà mình chơi miếng to quá. Này có khi ngại rồi. Thịt chua đặc sản Thanh Sơn Phú Thọ các bạn ạ. Đặc sản Phú Thọ, cội nguồn ở Thanh Sơn Phú Thọ. Vâng, món ăn nổi tiếng của người Mường ở đây. Nói đến thịt cái chua nào thì không thể thiếu bia anh ạ. Đấy. Kiến qua, không được nấu kiểu đấy. Ừ. Không được nấu nhá.
Chất chất đầy thế nấu. Còn anh Hùng lại còn nốt. Cái chua ngon. Anh Hùng thì phải xông lên. Anh Hùng lại còn nốt. Món này à, chú rất là khốn bia. Anh em mình nấu rồi. Mệt lắm. Thôi em xin phép mời anh Tuấn, anh Bình, anh Khoa mấy các anh em, các cô cháu đi. Đây là mợ mợ cả trong gia đình. Hôm nay ngày lỗ. Vâng. Xin mời chú khỏe các. Rồi, cảm ơn chú. Vâng, mời bà bán nha. Chú thêm đi vào. Anh Bình ơi. Đưa đây. Hôm nay bắn chú Bình nhà cô Hường nhỉ? Rồi. Vâng. Nhưng mà mời là nhưng mà mời là tình hình nghị quyết là như nào nhỉ? Hết hay là nửa hay sao nhỉ? 100% nhá. Ok, 100%. Hết nhá chú Quế nhá. Bố mới hỏi ý kiến chú. Em hơi tham tính nhỉ. Hỏi ý kiến chú. Cảm ơn mợ hôm nay đã làm món gọi là ngọn đu đủ luộc để chấm với món biểu cháu quá hợp. Rồi, bạn đặt kia đi. Đặt kia. 1, 2, 3, go! Đặt kia dân tộc Việt Nam. Cảm ơn nha, chúc các anh, các em ngon trong mâm này. À, từ từ, cháu ơi, cháu xin phép à. Có một người bên ngoài. Hai người, hai người. Để tay vào. Thôi, cháu xin phép à. Nhưng mà, cháu xin phép à, mời cậu, mời riêng mợ một. Rồi, cháu cảm ơn mợ nha. Rồi, chúc sức khỏe mợ nhá. Vâng, vâng, vâng. Dạ, vâng. Không, không, không giới nhá. Không có thể đâu. Nhưng mà món thịt chua Thanh Sơn là quá ngon. Mai ngày kia cháu lên trên đấy, có cái cửa hàng nào uy tín thì cậu mợ giới thiệu cháu, cháu review cho nhiều người biết đến nhá. Cái đặc sản của địa phương. Rồi, cháu cảm ơn. Vâng. Chiều ngày kia đi. Thôi bây giờ chú Khoa với là cậu. Vâng, mời nhau đúng không? Thế cháu hưởng ứng nhá. Bác Khoa bác mời lại cậu. Vâng. Rồi. Chúng mà lâu lắm rồi mới có cái cảm giác gia đình ngồi vui vẻ sum vầy như ngày hôm nay. Bởi vì một phần là do dịch bệnh, thứ hai nữa là cũng ở xa quê nên là lâu lâu thật sự có cảm giác cái này. Cậu cứ rót cho nó tươi mà, không có gì đâu. Đây là người ta gọi là từng đôi chim bay đi. Đúng rồi, chưa từng nồi chim mới đi, nghĩa là mời riêng nhau ấy, từng người mời riêng nhau. Ôi, cháu cảm ơn cậu Quế nhá. Hôm nay cậu nóng thế mà trời nóng 40 độ mà cậu ngồi cậu nướng cho cả nhà một cái mâm chả lợn này, xong rồi cá này. Cá nữa, không nhận là cao thủ. Thôi cảm ơn cậu nhá. Okay. Mai có gì cậu cháu mình vẫn cứ xem Euro bình thường nhá. Thank you very much. Hẹn cháu đi mua bia các kiểu về phát đi ngủ cỏng queo. Nói thế thôi. Đến giờ ngủ. Đến lúc mà cậu dậy cháu này cái o. Đấy. Đúng tầm cậu dậy cậu xem rồi. Cháu thì nằm 15 phút thì